Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy người ta đem đến với Chúa Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi đã trừ quỷ thì người câm nói được. Đám đông dân chúng kinh ngạc và nói rằng: chưa bao giờ thấy xảy ra như vậy trong dân Israel. Nhưng các người biệt phái nói rằng: ông ta nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ. Và Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, người động lòng thương xót họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn. Người liền bảo các môn đệ rằng: lúa chín để đồng mà thợ gặt thì ít, vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý tu sĩ, kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến. Bài tin mừng chúng ta ngày hôm nay, Thánh sử Matthêu thuật lại phép lạ Chúa Giêsu trừ quỷ cho một người bị ám, khiến cho ông ta bị câm. Bị câm là không nói được. Và thường những người câm là bị điếc, bởi vì không nghe người ta nói cho nên cũng không biết nói gì. Chúng ta phải tạ ơn Chúa, bởi vì chúng ta là những người mạnh khỏe, nói được, nghe được và rất tốt, rất rõ. Thế nhưng mà nhiều khi chúng ta cứ nghĩ đây là cái chuyện bình thường. Bản thân tôi thấy cứ buổi sáng thức dậy mà thấy Chúa cho mình mạnh khỏe, bản thân cũng như gia đình hoặc là những người thân yêu chúng ta được bình an, chúng ta đấy là một ân huệ Chúa ban. Mà nhiều khi chúng ta quên, chúng ta không nói lời tạ ơn. Và nếu chúng ta ý thức từng giây từng phút của cuộc đời chúng ta đều được đan dệt bằng tình thương của Chúa và cả tình thương của những người xung quanh dành cho chúng ta, Chúa sẽ biến cuộc đời chúng ta trở thành một bài ca chúc tụng tạ ơn Chúa. Và từ đó chúng ta cũng cố gắng trở thành người tri ân, giáng phúc cho anh chị em, để chúng ta xây dựng bình an và tình yêu trong môi trường sống của chúng ta. Chúng ta không bị câm và điếc về phương diện thể lý, thế nhưng mà coi chừng chúng ta có thể bị câm điếc về phương diện tâm linh. Nghĩa là chúng ta không có khả năng để nghe lời Chúa, hoặc là chúng ta không có khả năng để nói lời Chúa. Cho đây dưới ánh sáng của lời Chúa hôm nay, của bài tin mừng hôm nay, là dịp đổi mỗi người chúng ta suy nghĩ. Nếu người câm hay là người điếc là người không nghe và không nói được lời Chúa, mà về phương diện tự nhiên thể lý, một người điếc là người không có khả năng để mà nghe, là bởi vì cái màng nhĩ nó bị hư, nó bị hỏng. Cũng thế về phương diện tâm linh, người điếc về phương diện tâm linh là người không có khả năng để lĩnh hội lời Chúa. Có khi nghe đấy, thế nhưng mà không có hiểu gì, không có đón nhận được một chút nào hết. Và điều này rất dễ xảy ra. Chúng tôi là linh mục, chúng tôi nhắc rất là nhiều lần, bất cứ giáo sư nào, quý ông bà anh chị em sẽ có ý kinh nghiệm đấy. Cứ đi rảo trong cái nhà thờ trong ngày lễ lớn Chủ nhật chẳng hạn đấy. Thế có nhiều bạn trẻ đi lễ đó mà tay cứ cầm cái điện thoại, người ta gọi là điện thoại thông minh, ấn nghe nghe, hoặc là nhắn tin, hoặc là nghe nhạc, hoặc là nhắn cho ai gọi cho ai, cho nên rất chia trí. Có thể từ đầu lễ đến cuối lễ, chưa kể là có thể là đi trễ về sớm. Cho nên gọi là đi lễ đấy, thế nhưng mà rõ ràng không nghe được lời Chúa nói với mình điều gì cả. Không nghe thì sẽ không biết Chúa dạy cái gì. Cho nên những người đó bị câm và điếc về phương diện tâm linh. Và đấy cũng là điều mà mỗi người chúng ta suy nghĩ, liệu tôi có yêu mến lời Chúa hay không. Mà một trong điều kiện cần thiết để nghe được tiếng Chúa đó là chúng ta phải tạo cái bầu khí. Cái bầu khí đó là sự thanh lặng. Sự thanh lặng ở bên ngoài cũng đã cần thiết, bởi vì chúng ta thấy ngày hôm nay chúng ta đang sống một thế giới toàn là tiếng ồn. Lúc nào cũng vậy, chúng ta bị tra tấn bằng tiếng động cơ ồn ào. Tôi thấy giáo xứ chúng ta gần đây này, mấy giáo xứ trong cái đường bay ấy, mỗi lần đang dâng lễ này, tiếng máy bay nó đi mà rất là hay, có 5-10 phút là có, rất là ồn. Rồi tiếng xe cộ, rồi tiếng cassette, tiếng karaoke, kể cả tiếng cãi nhau nữa. Nhà xứ ở tôi ngay bên cạnh đường, cho nên tối nào cũng vậy, thấy người ta bán, phải quán bán quán nhậu nữa,
cãi nhau, đánh nhau, chí chóe. Chứ vì thế người ta luôn bị tra tấn bằng những âm thanh mà không cần thiết. Ấy là chưa kể những lời chỉ thề, chỉ tục. Và đấy là cái môi trường bị ô nhiễm mà chúng ta cứ bị tra tấn như vậy. Thì làm sao chúng ta nghe được tiếng Chúa? Cho nên chúng ta thấy đến những cái khu vực như là tu viện ấy, nhưng mà anh chị em ta chỉ cần lên đặt viện ấy. Một khi chúng tôi đi qua cái cổng, cái cửa vào là tôi thấy cái bầu khí rất tĩnh lặng của cái nơi tu trì. Ấy là nếu chúng ta có cái điều kiện đến những cái dòng chiêm niệm, chúng ta sẽ thấy cái bầu khí rất tĩnh lặng. Các tu sĩ đi rất là đông, tuy nhiên mà không nghe tiếng nói chuyện, bởi vì chỉ có lúc nào đó mới được nói với nhau mà rất nhỏ, chứ không phải là như chúng ta suốt ngày. Cho nên phải nói là chúng tôi được huấn luyện ở trong chủng viện khi ra rao sứ, thì thấy cái tiếng ồn ào luôn luôn ngay từ sáng sớm. Chúng ta ít khi chú ý như vậy. Và thậm chí ngay cả giờ lễ này, có những cái giây phút cần lắng đọng trước khi thánh lễ chẳng hạn, 1 phút, 2 phút tĩnh lặng. Sau khi nghe lời Chúa là nghe chia sẻ lời Chúa, cũng nên tĩnh lặng một tí. Để hôm nay các cha gợi ý như vậy, dẫn sang lời Chúa, Chúa nói với tôi điều gì, tôi phải sống làm sao. Và một lát ở đây khi mà rước lễ, các đoàn có cái hát xong rồi, chúng ta dừng 1-2 phút để có Chúa ở trong tâm hồn. Chúa nói với tôi điều gì, tôi nói với Chúa điều gì để tạ ơn, vân vân. Cần lắm để chúng ta nghe được tiếng Chúa và nói được tiếng Chúa. Cho nên cái người mà nghe được tiếng người khác, là nghe được âm thanh đấy, cũng cần phải là phải chú ý, cũng như là phải tập. Tôi thấy một em bé mà muốn được nói thì phải nghe, phải tập. Tôi thấy có mấy em bé cha mẹ nói, thưa cha cháu 2-3 tuổi rồi mà chưa biết nói. Tôi bảo rằng cứ đưa cháu có bạn bè đó, nếu mà đến ngay những trường mẫu giáo vân vân, nghe bạn bè nói thì các cháu tập nói rồi dễ biết nói. Chính vì thế mà chúng ta thấy cần phải lắng nghe. Mà nếu mà chúng ta muốn nghe được lời Chúa, nói được lời Chúa, là chúng ta phải tập làm quen với lời Chúa, để từ đó chúng ta có thể nói lời Chúa cho người khác. Và đây là cái điều mà xem ra về công giáo chúng ta ít nói được lời Chúa. Cái này là cái phải nói thật. Tôi thấy anh em Tin Lành người ta dễ năng đọc lời Chúa lắm. Người ta nói lời Chúa nhiều hơn chúng ta. Bản thân chúng tôi linh mục, khi mà những lần gặp gỡ chính quyền mà người ta mời đến để mà phổ biến cái gì đấy, thì chúng tôi thấy những ông mục sư Tin Lành người ta đứng lên, người ta nói luôn luôn nó có lời Chúa, cầu chúc Chúa chúc lành cho quý vị, chúng tôi cầu xin Chúa cho quý vị, vân vân vân, luôn luôn lấy câu lời Chúa rồi để nhắc nhở. Bản thân chúng tôi cũng phải suy nghĩ, anh em Tin Lành người ta nói lời Chúa nhiều hơn chúng ta, người ta đọc lời Chúa nhiều hơn chúng ta. Các bậc cha mẹ dạy cho con cái lắm khi cô luôn luôn nói, cá không ăn muối các ươn, con cưỡng cha mẹ trong đường con hư, áo mà không qua khỏi đầu, vân vân. Dạy cho con cái bằng những lời hay tiếng tốt, bằng những kinh nghiệm, đó là điều quý, nhưng mà cũng nên thỉnh thoảng nhắc lời Chúa cho con cái chúng ta, để các cháu làm quen với lời Chúa. Và lời Chúa mà chúng ta nghe nhiều, cho nên không lạ gì hàng năm các cha đều có lộc xuân, có những câu lời Chúa gửi đến cho cá nhân hay là cho gia đình chúng ta, để chúng ta đọc thấm nhuần trong một năm, có một cái câu chủ đạo để chúng ta làm quen và sống lời Chúa. Vì thế kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu chữa cho một người bị quỷ ám, cho nên anh ta bị câm không nói được. Và cái đó được chắc chắn anh ta phải dâng lời tạ ơn Chúa, cảm ơn Chúa Giêsu, như là cái anh phong cùi được Chúa chữa khỏi. Và bản thân chúng ta coi như là chúng ta được Chúa chúc lành, cho nên chúng ta đã biết nói lời Chúa và nghe lời Chúa chưa. Và trong cuộc đời của chúng ta đấy, trong làm tư cách làm cha làm mẹ, làm ông làm bà, chúng ta có dạy dỗ con cái chúng ta để chúng ta đi lễ, biết nghe lời Chúa và chúng ta biết sống lời Chúa, để chúng ta trở thành môn đệ của Chúa hay không. Phần cuối của bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu là vị mục tử, Ngài đi khắp nơi và Ngài quan tâm đến những nhu cầu, những bệnh hoạn tật nguyền của dân chúng, Ngài chữa lành. Và Ngài thấy có thể là cánh đồng truyền giáo bao la bát ngát mà thiếu đi những vị mục tử nói gần Chúa Giêsu. Vì thế mà Ngài bảo với các tông đồ, các môn đệ rằng, con hãy cầu nguyện xin Chủ sai thêm thợ gặt đến cánh đồng truyền giáo. Tạ ơn Chúa cho tháng 6, tháng 7 này ở các chủng viện, các tu viện đều có lễ truyền chức, lễ khấn, để chúng ta thấy có nhiều mục tử được Chúa mời gọi để ra đi cánh đồng truyền giáo tại Việt Nam ta. Thế nhưng mà vùng sâu vùng xa xem ra vẫn thiếu. Và cụ thể là quý ông bà anh chị em, là các bậc làm cha mẹ, là các nhà giáo dục, là những nhà dạy dỗ đức tin,
chúng ta phải có cái trách nhiệm đó. Nhưng mà để có thể dạy cho con cái chúng ta biết nghe lời Chúa và sống lời Chúa, thì bản thân chúng ta phải lĩnh hội, phải đón nhận lời Chúa. Mỗi lần dâng thánh lễ, xin chúng ta biết chú ý một chút, để ít nhất mỗi một ngày, mỗi một tuần chúng ta đón nhận một câu lời Chúa thấm nhập vào trong tâm hồn chúng ta, trong trí óc chúng ta, để chúng ta suy nghĩ cầu nguyện, để có điều kiện chúng ta nhắc nhở con cái chúng ta sống lời Chúa. Và nếu mà mỗi người chúng ta tập sống lời Chúa như thế, thì chính cái môi trường sống của chúng ta hôm nay, chúng ta đang trở thành những người thợ gặt đến các đồng truyền giáo qua gương sáng. Lời nói nó không chỉ là lời nói nữa, mà nó biến thành cuộc sống, cuộc sống của người môn đệ Chúa. Và đấy chính là cái chứng tá cần thiết nhất. Như Đức Giáo Hoàng Paulo Đệ Lục cũng như Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo Đệ Nhị vẫn nói chúng ta, con người ngày hôm nay không thích những thầy dạy, chỉ có nói hay nhưng mà không có làm tốt thì chưa chắc đã được hiệu quả. Mà trái lại, chúng ta cố gắng sống lời Chúa bằng cuộc sống của chúng ta, cuộc sống thấm đẫm tin mừng của Chúa Giêsu. Và nếu chúng ta sống được như thế, thì chắc chắn cuộc sống của người Kitô chúng ta mới ảnh hưởng đến những người chung quanh, và nhất là chúng ta phản ánh lòng thương xót của Chúa qua việc chúng tôi thấy cái lời cầu nguyện chúng ta. Xin cho chúng ta được đón nhận thêm nhiều lòng thương xót của Chúa đến với tâm hồn chúng ta mỗi khi chúng ta cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Từ đó chúng ta trở thành tông đồ của lòng thương xót, qua việc chúng ta thực thi lòng thương xót, bác ái yêu thương anh chị em, để chúng ta trở thành chứng tá cho Chúa.